Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Ủa anh em, tôi nhớ là ngày hôm qua tôi nhận được một vé đi du lịch Hawaii miễn phí mà chứ đâu phải là một vé tu đi đâu. Trời ơi, đi máy bay làm như đi xe khách vậy á, nó thả tôi dọc đường anh em ạ. À, quải trưởng thiệt. Bây giờ đi làm chỗ đây rồi, giờ anh đi giờ sao chạy? Anh trai chỗ này chỗ nào vậy anh trai? Chào mừng du khách đã đến với dinh thự của tôi. Tôi đã sống ở thế giới này trong một khoảng thời gian dài và tôi cần bạn là người kế vị của tôi. Trong nhiều năm tôi đã phát triển các tiện ích mà bạn có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ trong thế giới riêng của mình. Bạn có thể dùng những tiện ích này để chơi khăm bạn bè khi họ tham gia vào thế giới của bạn. Nó được gọi là những tiện ích của quản trị viên. Những tiện ích có thể chế tạo này sẽ giúp cho bạn trở thành một quản trị viên tốt hơn trong thế giới này đó. Còn nếu như bạn đang FA cô đơn không có ai chơi cùng thì liêu liêu à, không tôi đùa thôi. Bạn cũng có thể sử dụng những cái tiện ích này lên cho những con quái vật gần bạn. Là một quản trị viên, bạn cần một ngôi nhà tử tế cho bản thân. Vì vậy tôi đã cung cấp cho bạn một biệt thự ưa thích nơi bạn có thể ở lại. Bạn có thể tìm thấy một cuốn sách hướng dẫn bên trong biệt thự để biết thêm về những vật dụng và cách chế tạo chúng nhé. Chúc may mắn quản trị viên của tôi. Wow, một màn giải thích vô cùng dễ hiểu anh em ạ. Nghe xong tôi lú luôn. Ủa là sao? Ủa là bây giờ là chúng ta sẽ đi vào trong đây. Oh, oh my god. Vậy là ngày hôm nay chúng ta lại phải bắt đầu đến với một cuộc phiêu lưu để tìm kiếm những món đồ siêu mạnh khác rồi các bạn ơi. Vậy giờ hãy lâu mới xin chào mọi người. Nhiều đã quay người sẽ bay với tình dụng em. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chế độ của Sino với xong là 3, 2. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một video mới trên kênh của Sino với xong là Minecraft. Và như đầu video thì các bạn cũng nghe thấy rồi đó. Gia nội mặt vết đen giống như trong biệt đội khiên hòm này có giải thích cho chúng ta là ngày hôm nay chúng ta có thể đi sưu tập và chế tạo ra những cái món vũ khí. Nói là những cái món vũ khí cũng không đúng, mà đúng hơn là chúng ta sẽ đi thu thập tất cả những sức mạnh của một quản trị viên trong Minecraft. Wow, nghe có vẻ hấp dẫn nha. Trước khi bắt đầu thì nếu như bạn nào lỡ đi ngang qua các cuộc đá tế tập mà video này, bạn đừng quên để một like, một xem, một xin đắp như một minh cho kênh YouTube của Sido với Sido, bởi video đó rất là miễn phí và rất nghe nhạc đối với bạn. Nhưng nó lại là cái nguồn động lực rất lớn để Sido hay làm nhiều video hay hơn cho các bạn sẽ đấy nha. Và nếu như các bạn có bất kỳ kiến thức hay bất kỳ câu hỏi nào mà các bạn muốn hỏi cho Sido thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một trải nghiệm coi video vui vẻ. Let's go. Oh my god, đây là cái nhà của tôi hả anh em? Ơi đúng như ông đó nói luôn, cái nhà của tôi đầy đủ tiện nghi quái trưởng anh em ơi, có suối nước nóng nữa nè. Thôi tầm này đi tìm sức mạnh gì nữa anh em, vô đây nằm ngủ giấc rồi là đã thấy cuộc sống viên mãn rồi. Holy moly, đây là cái nhà ăn của tôi à. Tại có mơ tôi cũng không nghĩ là cái nhà ăn của mình nó bự vậy luôn á mấy đứa. Nhưng mà anh em có hiểu cái cảm giác mình thiết kế cái nhà ăn như nó lộng lẫy lên. Sao mà có một mình tôi ăn là sao vậy? Alo. Ồ, trong đây là nhà bếp anh em ạ. Wow, tôi có một nhà bếp riêng luôn anh em. Ui ôi, để bữa nào tôi thuê đầu bếp về nấu ăn tôi ăn luôn anh em. Wow, trong đây là phòng ngủ nè. Ê, còn có lầu nữa hả? Uầy, cái nhà này của tôi nhìn nó đã ta, nhìn nó đã quá anh em ơi, nhìn nó đã quá. Nhưng mà nó sẽ đã hơn nếu như chúng ta chế tạo được hết những cái món vật phẩm này. Làm sao để lấy được cái cuốn sách này ra ta? Ồ, được rồi, còn bây giờ thì let's go. Ủa, khoan từ từ. Ôi, có cái rương ở đây à. Alo. Chính thức tuyên bố cái anh đẹp trai mặc áo vest ngay cái nhà đó là cái người đẹp trai nhất thế giới đi anh em. Ở đằng kia nó có một ngôi làng anh em ạ. Rồi để tôi coi nào, bây giờ để chúng ta có thể chế tạo ra được cái quả đầu tiên thì chúng ta cần một cái này người ta gọi là cái gì ta. Cái này nó sẽ lấy được từ những cái con phantom, 6 cục len và 2 cọng lông gà. Ok, trước tiên thì chúng ta cứ lấy 6 cục len và 2 cọng lông gà trước. Bởi vì cái chức năng đầu tiên chúng ta cần phải thu thập được một cái vảy của con phanh tôm đó, là tôi nghĩ là tôi sẽ để cái chức năng đó ở 3 ngày sau tôi lấy luôn. Được rồi, thì tôi thấy ở trong đây nó có một cái món mà chúng ta có thể chế tạo được, đó chính là ship chain form. Chain form tôi là ship hả? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình biến hình thành con cừu để làm gì nha. Tôi hy vọng là cái chức năng này nó không vô dụng quá anh em ơi. Rồi, chế cái kéo ra và lên đường. Ê anh em ơi, hình như cái hệ sinh thái của cái map này nó có vấn đề hay gì anh em ơi. Tôi đi nãy giờ mỏi cái chân luôn rồi mà không thấy một con kiều nữa anh em. Ây da, nhưng mà sao tôi thấy một hiện tượng lạ bên đây vậy? Ồ, một nhà tù băng đá. Rồi, trong đây có con kiều nào không? Ồ, trong đây không có cừu nhưng mà có những cái đồ này. Nói chung là cũng phế anh em. Bên đây thì có một ngôi làng nữa này. Tôi hy vọng là khi mà tôi vô ngôi làng này thì mấy ông dân làng trong đây sẽ nuôi một vài con cừu tôi tỉa lông đó anh em. Rồi, cừu ấy rồi. Vừa có kiều mà vừa có mấy cái le này luôn. Ngon lành cành đào, ngon đào cành lành cô ơi. Tỉa vội anh em ơi, tỉa vội anh em ơi. Gọi đập mấy cái này luôn. Trời ơi. Ôi trời ơi, có sắt luôn rồi anh em ơi. Tuyệt vời nữa, tuyệt vời bác hai. Qua đây. Ê, ê,
Giờ lúc kinh nghiệm đặt lên 4 block luôn nè. Tao đặt lên 4 block rồi là sao mày đánh được tao? Không, sao mày đánh được? Không bao giờ đánh được. À, đúng không? Đó. Người thông minh luôn có nói đi ghi anh em thấy không? Trời ơi, có sắt rồi anh em ơi, tuyệt vời. Bây giờ cục sắt đây. Ui, 4 cục sắt anh em à. Ông khoan, từ 4 cục sắt hồi nãy tôi còn nhân cục vậy là vẫn 3 cục à. Hôm nay phải là ngày phù hợp để chơi game anh em ơi, đen quậy trưởng luôn. Đánh con người sắt xong ra số sắt ít nhất một con người sắt có thể cho mình luôn, quá hay thiệt. Ây da, mà đi sinh tồn bây giờ quên mất là mình còn một cái nhiệm vụ là chặt gỗ anh em ạ. Quái đản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chế tạo ra được một cái công cụ của admin đầu tiên. Đó chính là cái công cụ ship gen form. Ok. Công cụ để làm gì ta? Đây không? Oh my god. Nó biến thành một con kiều mà chưa hết nha. Đây là một con kiều có thể cầm đồ vật. Quá trớn. Ôi. Áo mặc nó bị ai ấy? Tôi mặc con kiều nữa còn màu đen nữa nè. Ui, tích da, tôi thích màu đen nha. Ship trên form chat. Tiếp theo là táo vàng màu. Wow. Một khối kim cương sẽ được chế tạo từ 9 cục kim cương. Vậy chi 8 khối kim cương, 8 x 9 bằng 17. À lộn, cái đó phép cộng. 8 x 9 bằng 72, quái thiệt. Ui trời ơi, bây giờ phải đi đào 72 cục kim cương á anh em. Thôi, không sao các bạn, thiên nhân đã từng nói rồi đó. Muốn ăn mà không muốn làm thì chỉ có đi làm đạo thật thôi. Còn tôi muốn làm người tốt nên là bây giờ tôi sẽ đi đào kim cương nè anh em. Ây da, nhưng mà trước khi đào kim cương thì chúng ta phải cần chế tạo cho mình một cái cúp sắt đã. Được rồi, lẹt đi go. Cái hang này có vẻ sâu. Nhưng mà sao có vẻ như là ở dưới đây nó không có gì cả vậy? Đúng là đừng bao giờ đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài của nó các bạn à. Ở trên kia nhìn thấy nó nhỏ xíu à, đi sâu xuống hồi cái nó nguyên một cái hang bự tổ chảng luôn. Quái đạn thiệt. Hình như thấy gì đó, thấy gì đó lấp lánh kêu xa học lựu anh em ơi. Hình như là kim cương. Ui, con đầu cành lạc. Ôi giờ đây có slam luôn à. Ê khoai từ, tôi nhớ hình như là mình có một cái gì đó mình cần slam không? Đúng rồi đây. Cần slam. Come here baby, I love you so much. Trời ơi. Ôi vậy là chỗ này là một cái slam chân anh em ạ. Ngon. Đúng rồi. Bắn nhau đi. Đúng rồi. Bắn nhau mạnh vào. Ai cha, nhanh vậy. Đúng là một đứa có giáp có khác à. Nè ở trên gian anh em, hằng nãy chơi sơn đầu lên nên làm kia chơi không lại. Thằng nào có sơn là nó mạnh nè. Rồi ok, chúng ta được 1 viên kim cương rồi anh em. 1/72 viên. Không biết chừng nào mới đào đủ số viên kim cương để chúng ta hãy chế tạo được cái cục đó nữa anh em. Khỏi đạn đi. Ờ thôi rồi, tôi lỡ đào bằng cúp đá rồi. Ôi trời ơi, mày ngu người luôn rồi. Nói chung là bây giờ chúng ta không đào được cái kia, chúng ta có thể làm cái này. Đấy, 1, 2, 3. Ba khối sắt là 27 cục sắt anh em. Bây giờ mình chỉ cần đào thêm 27 cục sắt nữa. Tự nhiên giờ nghĩ tới kia viễn cảnh mà phải đi đào 72 cục kim cương sao thấy chắc con mình tôi muốn nghỉ ngang quá các bạn ơi. Trời ơi, đi đào mấy cục sắt này thôi đã muốn quá trời đậu rồi, giờ đào 72 viên kim cương sao đào nổi trời. Rồi một xíu nữa chúng ta còn phải đi kiếm mấy con slam nữa anh em ơi. Chúng ta có đủ sắt rồi các bạn ơi. Cái thứ chúng ta còn thiếu bây giờ đó chính là tình yêu của các bạn. Và bấm cái nút like đi anh em. Hay à, định đi lên để kiếm mấy con sờ lam quýnh bở mệt đó rồi. Mà nhìn thấy cục kim cương ở đây anh em ơi. Nhiều cục vậy. Like một cục. Trời ơi, cứ đào một cục kim cương lấy đầy. Chừng nào nó mới xong anh em. Chừng nào mới được 72 cục trời. Đé như à. Ok, sờ lam đâu? Ôi dồi, sao có một cục vậy? Còn bên đây, ra nhiều sờ lam nha. Mày. Ui sao mấy con này không ra slam ta? Ok, 9 cục slam mới đủ anh em mà còn 4 cục nữa. Ok, mình đủ để tạo ra một khối slam rồi anh em ơi. Ok, để coi nào. Bây giờ hoàn thành được cái này, chúng ta cần một khối slam và oh my god, chúng ta phải chế tạo ra những cái quả rocket này nữa anh em. Chế tạo được một cái rocket hơi căng này nha. Để chế tạo được cái đó thì chúng ta cần phải đi xuống địa ngục để lấy cái que fire work anh em ạ. Damn. Rồi, thôi. Xuống địa ngục thôi nào anh em. Ơ như tôi nhớ tôi cần tiền cái đó liên quan tới Warden anh em. À đây cái này nè. Ủa, cái này là cái gì ta? Ok anh em ạ. Việc đánh Warden xíu nữa mình tính sao. Giờ mình tính cái này trước nè. Rồi, let's go. Trời ơi, tôi cứ ngỡ đâu hôm nay là tôi không cần phải xuống địa ngục. Ủa cái gì mà vừa xuống ở dưới đáy của xã hội luôn vậy trời. Ơ sao tôi xuống tôi thấy bét góc luôn vậy anh em. Ơ tự nhiên cái xuống tới đây cái thấy cuộc đời tăm tối hẳn đi trời. Ôi trời ơi. Ô 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
ơi, Phật phù hộ tôi anh em ơi, Phật phù hộ tôi, trời ơi, lên phát gặp ngay cái pho chết. Ui, Phật phù hộ tôi. Ui trời ơi, quỷ lửa luôn kìa. Mày, quay quỷ lửa đâu? Mày xong mày rồi. Tới không chị? Tới sớm rồi. Ai à, tới. Chết rồi. Ui, mày đi. Mày gọt, may quá tôi vẫn còn hai cục đá để chế tạo ra cây kiếm anh em ơi. Được rồi. Ê, bây giờ có quen với lửa có nên về luôn không ta? Ừ. Hôm nay mình đâu đi đánh vòng đâu. Về anh em ơi. Let's go. Để chắc ăn thì bây giờ mình sẽ chế luôn con mắt Ender Dragon. Hình như tôi nhớ không nhầm đã công thức để dễ nhất luôn hay gì á. Mắt Ender Dragon với lại đây. Đúng rồi. Đi thôi. Trời ơi, bây giờ phải đi lên trên đào xác nữa, phải gọi là mới quá trình gian nè. Ui, gì vậy? Ui trời, cảm ơn. Đào đi. Ôi, đi lên trên em ơi. Oh my god. À, như thấy cái gì ở bên đó đúng không ta? Thôi chắc tiện đường mình qua luôn anh em. Bây giờ chúng ta cần phải đi đào cho mình cát chứ cả. Hồi nãy thấy không nhầm mình như lực kính khá là nhiều nên là mình sẽ đi đào tầm khoảng 8 cục kính nữa ra. Ok, bây giờ chúng ta có thể chế tạo được cho mình một cục fire chain này luôn rồi. Được rồi, bây giờ tiếp theo là firewood. Đây, ồ, cái này mình cần giấy. Được rồi, có giấy luôn rồi. Giấy đây, rồi firewood. Ngon, đào cành lành. Rồi, bây giờ chế tạo 3 khối sắt nữa, rồi. Tôi nhớ là như đây là đủ công thức để mình chế tạo cái zoom này rồi mà ta. À, còn cục slam anh em, quên. Đây, cục slam. Rồi, rocket zoom. Oh my god, let's go. Rồi, cái rocket zoom mình làm gì đây? Ví dụ đóng cách xong mày là khiến cho mấy con nhện này nó nhảy lên cao đúng không? Tao sẽ cho mày biết thế nào là con nhện biết bay. Xuống đây. Ô con nhện bay mất tích luôn rồi. À, mình sử dụng cái này mấy con mà có cái hiệu ứng xanh xanh này là tụi nó sẽ nhảy bay rất là cao anh em ạ. Ôi nhưng mà tôi nghĩ chắc là cái trò này chỉ chơi được với lại con nhện thôi anh em, hoặc là những cái người chơi khác thôi. Ok, mình đã có được hai hiệu ứng của admin rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hiệu ứng tiếp theo. Ok, nung cát lên em ạ, nung cát lên. Rồi, được rồi. Bây giờ sẽ là cái hiệu ứng tiếp theo của admin. Glass Cow là cái này làm gì ta? Được rồi, là hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nè anh em ơi. Đưa bạn của các bạn vào trong kính hả? Ôi. Oh my god. Oh, cái này nó sẽ bắt những con quái gần lại cho mình luôn anh em. Wow, tuyệt vời quá các bạn ơi, tuyệt vời giải trưởng. Oh, tiếp theo rồi chúng ta cần TNT và những cục len màu xanh lá. Giờ đi kiếm mấy cục len màu xa lánh ở đâu nhỉ? Oh, hello, con Kiều, cho tao xin ít len nào. Ok, bây giờ chúng ta còn phải tìm cách để chế tạo ra được cái màu xanh lá nữa anh em. Oh, làng. Oh, cái làng này như to nè anh em. Ôi, tôi hy vọng là trong cái làng này nó sẽ có một cái blacksmith để cho chúng ta có thể vô chúng ta làm hành hiệp chữ nghĩa. Không, một hồi nhìn thì cứ nhìn qua nhìn lại thì tôi vẫn cứ thấy cái làng này nó nghèo thế nào á các bạn ơi. Blacksmith của tôi đâu, đồ sắt của tôi đâu, những thứ trong mơ của tôi đâu. Len xanh thì không có, đồ cũng không luôn. Ôi, gốc của cái làng này nó sinh ra để làm được cái gì cho cuộc đời vậy anh em, nó giúp ích được cái gì cho cuộc đời vậy trời. Bây giờ tôi chỉ đang mong đợi nhất là mong đợi mấy con phantom thôi anh em ạ. Bây giờ mà mấy con phantom xuất hiện cái là cuộc đời của tôi nở hoa liền. Tôi chỉ cần một cái vảy của mấy con phantom thôi là tôi đã đủ để chế tạo ra cho mình một cái này rồi. Lúc đó tôi có thể bay đi thoải mái cái này mà bay đi tất cả các chân trời luôn anh em. Ừ, là kiếm đồ nó dễ hơn biết nhiêu. Bây giờ mấy cái len xa lánh này là 6 nè, mấy cái len xa lánh nó đâu rồi? À, 6 với 6 là 12 cục len. Mình giờ mình có 10 cục len rồi. Ở như trong làng này nãy tôi thấy là đây. Ôi, nhưng mà có một cục anh em ơi. Oh my god, đây rồi. Yes. Màu xa lánh đây rồi anh em ơi. Ui, có rồi, lấy được rồi. Tuyệt vời, trời ơi, tôi yêu cuộc đời, tôi yêu thế giới, tôi yêu ba má, tôi đẻ ra tôi để tôi có thể đi kiếm mấy cái xương rồng này, hay quá. Rồi, tiếp theo tôi nhớ không nhầm là như là mình phải nấu nó lên, phải không ta? Như thế này, đúng rồi đây bà. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cần những cái cục xương để chúng ta làm ra một cái màu trắng. Và chúng ta sẽ pha cái màu trắng đó với lại cái màu xanh lá thì nó sẽ ra cho chúng ta được cái màu màu lam. Từ cái màu lam đó thì chúng ta có thể chế tạo ra được, là vậy đó. Mà tiếp theo thì tôi nghĩ là tôi cần phải đi tìm thêm Ripper. Đây rồi, Louis Vuitton đấy, lộn skeleton đấy rồi. Hai mình sẽ dụ nó qua bên đây anh em ạ. Một con mình còn chơi được chứ hai con thì hơi ẩy chỉa anh em. Hâm lấy, quýnh nhau đây. Rồi, đưa xương cho tôi. Mày. Ok, như này. Sau đó như này, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trời ơi, dễ anh em ạ. Game là dễ nha.
Sủi game là dễ. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta chỉ việc đi tìm creeper để chúng ta có thể sưu tầm những cái thuốc súng đó thôi, là chúng ta phải chế tạo ra được cái công cụ admin, mà cái công cụ TNT rồi anh em. Như phía xa xa là cái làng đúng không ta? Phía xa xa nó sáng sáng là như cái làng anh em à. Let's go. Có làng. Ê, ví dụ giờ tôi biến thành cừu thì mấy con quái vật này có đánh tôi không ta? Ồ, có anh em ơi. Trời ơi, tôi tưởng nó biến thành cừu là mình sẽ ẩn thân chi thuật vào trong chung với đồng bọn của tôi nói chứ ai về biến thành cừu tôi nói bưng chí bình thường anh em à. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chế một cái TNT. TNT cần phải có rất nhiều đây để cho chắc cú đúng không? Thì cứ lại gần tôi đó xong bấm cái này lên. Trời, là tụi nó sẽ không đánh được mình liền anh em. Easy vãi chưởng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đi tìm cho mình thêm một con creeper nữa anh em, mà chỉ cần một cái súng thôi là chúng ta phải chế tạo được cái sức mạnh admin của creeper rồi anh em. Nốt tụi này lại hết. Trời ơi, con cuối cùng. Oh yes, bạn chế tạo tới đâu rồi? Đây, bạn chế tạo đây rồi, TNT. Rồi, creeper spawner. Creeper spawner hình như là spawn creeper mà đúng không, chứ đâu phải là sức mạnh nổ của creeper đúng không? Ơi sờ bam kiểu này mà nó nổ một cái là tới cái gì luôn á anh em ơi. Ê, tôi tưởng đâu là cái này nó sẽ nổ ra vậy, nó spam creeper vậy chứ không. Rồi, chúng ta có 4 sức mạnh rồi anh em à. Ui rồi, bây giờ sẽ là sức mạnh của Eternal Fire. Ok, công thức tiếp theo của chúng ta. Rồi, để coi nào. Oh, cái quả cầu lửa này sẽ làm cháy tất cả những động vật xung quanh chúng ta anh em ạ. Ôi, cái này căng thế. Chạy rồi. Rớt bẫy nha. Rớt bẫy xuống. Đây rồi. Yes, ok. Nét tóc màu đồ, nét công cụ. Ôi trời ơi, thiếu lông cừu mấy ní ơi. Watcha. Ok, đủ. Rồi, vô đây ơi. Đây rồi, God Form, sai. Rồi, đây coi cái God Form phải làm được gì đây. Cái God Form này nó sẽ giúp cho chúng ta. Ôi, nó biến chúng ta thành chế độ sáng tạo và cho chúng ta được kỹ năng tàng hình anh em ạ. Tôi lấy cái này ngay từ đầu là nó phải ngon rồi anh em. Mình lấy này ngay từ đầu xong mình bật chế độ sáng tạo lên, xong mình đi tìm mấy cái kỹ năng là mình chơi thôi. Làm gì cho mệt thế nhờ. Đấy, mọi thứ đơn giản không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, trời ơi, như này mọi thứ phải đơn giản ngay từ đầu không trời. Cô ơi là gô lú quá nha. Rồi, để coi này làm được gì đây. Ơi. Nó sẽ khiến cho tất cả những cái con động vật hoặc là những cái con người xung quanh chúng ta sẽ bị sợ hãi bởi vì cái hiệu ứng con Warden anh em. Tôi tưởng đâu cái này chịu hồi Warden thì nó hơi căng anh em à, nhưng mà nó sợ hãi thì đấy, con mèo này đang sợ hãi, này. Đấy, bắt máu này. Ui. Còn quả táo là gì đây? Hình như cái này là cho mình cái sức mạnh siêu mạnh đúng không ta? Hình như cái này là cho mình sức mạnh siêu mạnh thì phải. So cute! Ở đây có một con gấu trúc nè anh em. Tôi đang định kiếm một con động vật ở đó, tôi test thử sức mạnh siêu mạnh của tôi sẽ đấm dở mồm đó. Nhưng mà thôi, thấy con trúc này dễ thương quá anh em à. Đây, tôi sẽ chọn con heo bất hạnh này để test sức mạnh của tôi. Một đấm đi luôn. Rồi, xong con rồng anh em. Tự nhiên có cái sức mạnh của cái con ma này vô, cái bây giờ tôi có thể làm được tất cả mọi thứ mà tôi thích luôn rồi anh em ạ. Xú giết rồng thôi chứ trời gì nữa giáo sư. Đây rồi, lên tôi anh em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, làm dư luôn ha. Nẹt bô. Rồi, con rồng đâu. Rồi, overdead đây nè. Rồi, đấm con rồng nè anh em. Một đấm đi luôn con rồng anh em à, ngoại trưởng. Ôi, thế này thì bá quá anh em ơi, Ôi, anh em thấy gì không? Tôi cầm cái xô nước, tôi tán cho một tán con rồng đi luôn anh em. Không kịp ngáp luôn, con rồng chưa kịp ngáp phát nào luôn, nó đi luôn rồi các bạn ơi, ngoại trưởng. Ok, bây giờ mình sẽ thử spawn quà đen ra anh em à. Quà đen xong rồi quỳ đơ. Rồi, đó, ăn tán gạo vô. Rồi, chịu hồi quà đen. Rồi, ăn này vô, đóng cái. Ôi, quà đen nó vẫn là một cái gì đó, là một đẳng cấp khác nha các bạn. Dùng lại nè. Trời ơi, hồi nãy tôi quên dùng hiệu ứng má ơi. Quà đen vẫn không là đẳng cấp khác nha anh em. Quà đen vẫn không là cái đinh gì nha các bạn. Vẫn là một hit bay luôn nha các bạn. Rồi, tới quỷ đây nè. Đây, tới quỷ này mới vui nè. Thứ bảy rồi. Con này là Wither Skeleton mà. What the hell? Rồi, Wither thì chắc là phải chịu hồi vào cái này rồi anh em.
Squidder đâu xuất hiện ta? Ủa, thôi như này cho nhanh anh em, xẹt summon Squidder. Ok, táo tôi hỏi chưa, táo, táo, táo tôi chưa hỏi anh em mà, táo tôi chưa hỏi, đợi, đợi xíu. Đợi táo tôi hỏi cái đã. Ơi khoan, đây, Golden Enchant Apple. Đó, ăn là phải ăn tới cái này anh em, mà ăn cái này mới tới công chuyện. Rồi, xẹt summon Squidder. Bạn có muốn thử sức mạnh của cú đấm sấm sét không? Mình phải bay lên mình đấm nàng. Cái này là cú đấm trời đánh luôn chứ cú đấm sấm sét gì nữa anh em. One hit luôn. Ôi giờ tôi bá nhất cua này rồi anh em. Trời ơi sức mạnh admin mãi đỉnh. Trời ơi. Ok và nói chung là ngày hôm nay tôi đã dùng sức mạnh admin dọn hết tất cả những cái con động vật, những con quái vật mạnh nhất trong Minecraft rồi anh em à. Anh em còn thấy video này như thế nào đừng quên đây là một lần nữa mình chỉ cho tôi biết nha. Và nếu như anh em có bất kỳ thắc nào đừng quên comment và đặt lại cho tôi nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong video kế tiếp. Bye bye.